Xin chúc mừng công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng bằng y học cổ truyền. Với hàng chục bài thuốc quý đã được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều năm, hệ thống các phòng chẩn trị y học cổ truyền của công ty đã, đang và sẽ luôn là sự lựa chọn uy tín hàng đầu cho bệnh nhân trên khắp cả nước.